như là cựu Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông gợi ý nếu mà đảng Dân Chủ chỉ đơn thuần sử dụng luật pháp để mà ngăn ngừa ông Trump ra tranh cử Tổng thống vào năm 2024 thì điều đó sẽ có những cái phản ứng, phản tác dụng. Cuộc thăm dò toàn quốc của cơ quan PBS NewsHour Marist Poll được tiến hành với khoảng 1.400 người dân Hoa Kỳ cho thấy như sau. Kết quả cho thấy rằng 83% đảng viên Cộng hòa và những người độc lập nghiêng về đảng Cộng hòa nói rằng ông Trump nên tiếp tục tham gia trong cuộc đua tổng thống vào năm 2024 sau khi ông ta bị khởi kiện vào tuần trước tại thành phố Miami, tiểu bang Florida, cho một cái bản cáo trạng liên bang dài gồm có 37 tội danh. Khi mà cựu Tổng thống Donald Trump đang giải quyết những cái rắc rối pháp lý mới nhất, thì các người đảng viên Cộng hòa hầu hết họ vẫn tích cực ủng hộ cho ông. Trong khi các người đảng viên Dân Chủ thì đang lên tiếng kêu gọi ông phải rời khỏi cái chiến dịch tranh cử vào năm 2024. Thời gian sẽ trả lời liệu rằng cái mô hình này nó có đúng hay không. Tuy nhiên, hiện tại thì các người đảng viên Cộng Hòa họ vẫn còn những cái sự ủng hộ mạnh mẽ và lập trường của Tổng thống Trump bất kể những cái sự kiện à, kiện tục đang xảy ra đối với ông Trump. Ông Trump đã có một cái lập luận cho rằng đảng Dân Chủ sử dụng hệ thống pháp luật để mà tiến hành một cuộc chiến tranh chính trị chống lại phe đấu lập. Những gì không khác hơn là một cái âm mưu can thiệp cái cuộc bầu cử trong tương lai mặc dù dữ liệu của cuộc thăm dò cho thấy cái sự hỗ trợ cho cái lời tuyên bố đấy đó, bởi vì nếu những người ủng hộ cho ông Biden thực sự mà tin rằng ứng cử viên của họ đã vượt trội hơn, thì tại sao họ lại không muốn một ông Trump bị hoang ố để trở thành một người ứng cử viên cho họ dễ dàng giành được chiến thắng? Không ai muốn bộ tư pháp của chính quyền Joe Biden võ khí hóa cái nền công lý và tước bỏ cái quyền của người dân để họ có thể bỏ phiếu chống hay là ủng hộ cho ông Trump trong một cuộc bầu cử tổng thống trong tương lai. Nếu mà như vậy thì nền dân chủ Hoa Kỳ mới thực sự là có tồn tại. Theo cuộc thăm dò thì ông Trump vẫn là người được yêu thích áp đảo với lại cái tỷ lệ 2 trên 1 so với cái phần còn lại của lĩnh vực sơ bộ của Đảng Cộng Hòa kết hợp. Ngoài ra thì các bản cáo trạng ở tại um, Manhattan và tòa án liên bang cũng chỉ có củng cố thêm cái sự ủng hộ cho ông Trump ngày càng tăng cao. Hiện nay thì có đến khoảng 76% đảng viên Cộng hòa và những người độc lập nghiêng về đảng Cộng hòa vẫn còn có những sự thiện cảm cho tổng thống Trump và điều này nó tăng lên từ 68% trong tháng 2 vừa qua trong cái cuộc thăm dò nói trên thưa quý vị vẫn liên quan đến cái sự tấn công cựu tổng thống Donald Trump thì một người thành viên của đảng dân chủ không bỏ phiếu của hạ viện đã nói lời hăm dọa rất là nguy hiểm liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump và mà đảng cộng hòa hiện nay đang lấy cái lý do này để mà tấn công vào những người đảng dân chủ bà Stacy um, Pasquet, một người đảng Dân Chủ tại quần đảo Virgin Island nói rằng ông Trump cần phải bị bắn để mà ông ta ngừng lại, không còn được ra tranh cử Tổng thống. À, bà Plaskett đang tranh luận rằng ông trump có các tài liệu à, bí mật mà ông giữ tại à, cái dân thự malago của ông ở florida thì à, cái điều này nó liên quan đến cái bản cáo trạng gồm 37 cái tội danh à, do cố vấn đặc biệt ông jack smith của bộ tư pháp và tổng thống joe biden đưa ra để mà truy tố đây không phải là một cái vụ đầu tiên về các lời tuyên bố cực đoan khủng bố từ bà Plaskett này. Bà là một người thành viên cấp cao của tiểu bang lựa chọn hạ viện về võ khí hóa của chính phủ liên bang. Bà đã từng đe dọa nhà báo Matt Taibbi của Twitter Files với cái cáo buộc khai mang. Bà Plaskett cũng có mối liên quan đáng nghi ngờ với ông Jeffrey Epstein, một nhà tài chính thất sủng đã tự sát trong tù trong khi chờ đợi luận tội ở buôn bán tình dục trẻ em ông Epstein đã sở hữu một cái hòn đảo ở Virgin Island mà bà Plaskett là người đại diện và bà đã nhận tiền vận động tranh cử từ khi mà ông tỷ phú này còn sinh sống sinh sống. Bà Plaskett đã không trả lời, không trả lại cái số tiền do ông Epstein tài trợ và bà đã gợi ý rằng bà không hề biết về những sự đóng góp của ông Epstein cho chiến dịch tranh cử của bà. Tuy nhiên, những cái báo cáo mới được đưa ra từ tờ báo The Virgin Island Consortium trích à, dẫn các hồ sơ pháp lý cho thấy rằng À, bà Plaskett tích cực vận động để mà lấy được các khoản tiền quyên góp từ nơi ông tỷ phú qua đời Epstein. Ngoài ra thì thưa quý vị à, ca sĩ à, nổi tiếng à, rất là kỳ lạ bà Madonna, bà cũng đã có lời tuyên bố muốn cho nổ tung tòa và đốc. thì với cái lời tuyên bố này hiện nay cơ à, quan cơ quan an ninh quốc gia đang có một cái sự điều tra vì cái lời tuyên bố rất là nguy hiểm của ca sĩ mà Madonna. Và Đảng Dân Chủ thì bây giờ hiện nay họ thể hiện như là một nhóm khủng bố mới ở nội địa. Họ, tung họ dùng võ lực để mà khủng bố những người đối lập. Đây là một điều thật là đáng sợ khi mà những người có quyền lực như bà Plaskett hoặc là cô ca sĩ Madonna đã có những cái lời tuyên bố đầy bạo lực như trên. Và thưa quý vị, nếu mà bà donna đang bị truy tố đang bị theo dõi thì bà Plaskett ở cái quần đảo virgin island này cũng nên được cơ quan an ninh để mà theo dõi phòng ngừa nếu mà bà thực sự thi hành những cái lời tuyên bố khủng bố của bà đối với tổng thống donald trump và những người mà họ chống đối những người bảo thủ thưa quý vị